Good morning tất cả các anh chị. Lâu lắm rồi Katrina mới trở lại host chương trình Zoom. Và ngày hôm nay Katrina rất là vui để được đại diện cho đội nhóm GIF để lên đây cùng chia sẻ và cùng host cái chương trình Zoom của ngày hôm nay. Giới thiệu bản thân em một chút xíu, em là Katrina Khổng. Trong đây có rất là nhiều anh chị em mới, có thể là Katrina chưa có dịp để mà học hỏi và cũng như là làm quen. Thì em đến với lại kinh doanh này tính tới thời điểm này là gần được 9 năm các anh chị. Và trước khi mà đến với New Skin, đến với lại công việc này thì Katrina từng là một người cô giáo. Nhưng mà hiện tại thì chỉ làm công việc này toàn thời gian và bây giờ thì ở nhà nuôi con. Hôm nay Katrina rất là vui để mà mình trở lại với lại chương trình Zoom của đội nhóm GIF. Và hôm nay Katrina host một cái chương trình khá đặc biệt. Tại vì Katrina nghĩ là trong cái thời gian mà mình làm việc trong khoảng thời gian dạo gần đây đó, thì có rất là nhiều kết quả, và nhất là vì những gì đang xảy ra trên thế giới hiện tại. Thì chúng ta đang làm những công việc của mình là mình đang ở tại nhà và mình đang làm việc qua mạng, qua online. Và đương nhiên là mình làm việc qua Zoom giống như vậy. Thì có rất là nhiều kết quả trong thời gian vừa qua, và những cái kết quả đó phải nói là rất là ấn tượng các anh chị. Và Katrina ngày hôm nay được cái dịp để mà lên đây chia sẻ với các anh chị, và cũng mời được ba chị đến từ nói chung là khắp nơi để mà đến chia sẻ với các anh chị những cái câu chuyện mà trong vòng 2 tuần vừa qua họ đã đạt được những kết quả gì. Và đương nhiên là tất cả mọi người chúng ta trong đây đã làm, giống như lời giới thiệu Katrina ngày hôm qua, đã làm thì chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả. Và kết quả như thế nào và ấn tượng như thế nào đó, thì những cái câu chuyện nó sẽ được chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay. Và người đầu tiên Katrina xin mời lên đây, và Katrina cũng không có muốn là mình làm quá thời gian của Zoom, cho nên là Katrina sẽ mời người đầu tiên lên. Và người đầu tiên Katrina xin mời lên đây đó là chị Julie Huyền đến từ Georgia. Bây giờ Katrina mở đường line cho chị ha. Trước hết thì Katrina xin chào chị Julie. Chị chào Katrina, Timothy Katrina, buổi sáng hôm nay, với lại em xin chào tất cả các anh chị ở trên Zoom sáng hôm nay. Em tên là em là ở đang hiện tại bây giờ đã em tên là Julie, và em hiện tại đang sống ở Mỹ, ở Atlanta. Background của em là làm nail 30 năm. Thì chị Julie có thể nói thêm một chút xíu là chị Julie đã biết tới New Skin bao lâu rồi, và nói một chút xíu là lý do tại sao chị đã chọn New Skin không? Lý do chị chọn New Skin đó là tại vì New Skin thật sự cho chị sức khỏe, cho chị, đặc biệt cho chị sức khỏe bên trong và bên ngoài. Sau đó thì cho gia đình chị một cái sức khỏe rất là tốt, chồng con chị và gia đình chị. Nói chung là chị đến với là do sức khỏe của chị. Rất là tuyệt vời. Và đương nhiên là trong ngày hôm nay đó, là chúng ta nói về những cái câu chuyện thành công ở trong 2 tuần vừa qua. Đương nhiên là có rất là nhiều câu chuyện thành công các anh chị, và có những câu chuyện thành công đã mấy năm rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ gom gọn lại là trong vòng 2 tuần vừa qua chúng ta đã làm việc ở tại nhà và làm việc online đã có những cái kết quả gì. Thì cái kết quả của chị Julie, của chị Huyền, Katrina thấy khá ấn tượng. Đó là trong vòng 2 tuần mà chị đã có thể giúp được rất là nhiều người khách hàng mới. Thậm chí là mình chỉ ngồi tại nhà thôi mà mình đã có thể giúp được nhiều khách hàng bắt đầu dùng những cái sản phẩm, dùng những cái sản phẩm của công ty mình. Và không những như vậy mà chị còn có những người làm việc chung. Và những người bạn làm việc chung đó có, nếu em nhớ không lầm, là chị có thêm 3 LOI mới đúng không ạ? LOI mới có nghĩa là 3 người đã quyết định làm kinh doanh này và quyết định là sẽ cùng phát triển với chị. Vậy thì chị có thể cho mọi người biết, tại vì em biết là chính bản thân em cũng có một chút xíu tò mò và thắc mắc là chị đã làm gì khác biệt để mà có những kết quả trên. Chị đã làm gì khác biệt với những gì trước đây chị đã làm? Ok, trước đây chị có làm, nhưng mà chị cũng thêm cái ngành nail chị thì chị không có thời gian. Nhưng mà từ hôm mà ở nhà tới giờ 2 tuần nay đó, thì chị làm việc rất là nghiêm khắc. Đại khái là chị học hỏi nè, nghiêm khắc với bản thân của chị nè. Rồi hàng ngày thì chị bỏ ra từ 2 đến 4 tiếng chị ngồi đó để chị học hỏi và vô Zoom, rồi làm việc chung với các anh chị em và đăng Facebook, rồi chị đọc sách, rồi chị coi như là gọi phone, đưa cơ hội cho những người bạn và những người thân của mình. Rồi đó là những cái công việc chị bắt đầu làm. Kết quả của chị.
Qua cái lời chia sẻ của chị thì em thấy là chị đã có bắt đầu thay đổi, nói chung là những cái thói quen của mình đúng không ạ? Và những cái thói quen của chị đã giúp cho chị đạt được kết quả trên. Và em biết là chắc chắn thì đây không phải là một cái điều dễ. Giống như là cái chương trình Zoom của Timit An Nguyễn hồi thứ hai đó cũng có nhắc qua, nói về vấn đề là mình phải thay đổi cái thói quen của mình, là mình cần phải mỗi ngày mình phải làm một cái gì đó khác, hoặc là làm một cái gì đó mà mình phải làm mỗi ngày để mà mình đạt được cái kết quả cao. Thì chị có thể chia sẻ một vài điều mà chị đã làm để thay đổi cái thói quen của mình. Thì trước đây thì chị làm biếng tập thể dục lắm, chị thức dậy, bây giờ chị thức dậy sớm nè, tập thể dục, đọc sách 30 phút rồi xong chị nghe Zoom đều đặn hơn, sáng nghe Zoom rồi trưa nghe Zoom rồi tối nghe Zoom, lúc nào có Zoom là có mặt. Tại vì chị nghĩ là ở nhà thì mình cố gắng mình học hỏi thôi, và chị cũng áp dụng cái của An. An nói là mình phải chia sẻ với một một người một ngày, rồi đăng Facebook kết bạn một người, rồi mình sẽ follow một người khách hàng của chị, giống như là đại khái mình follow một người khách hàng. Thì những cái đó chị làm hàng ngày và học hỏi đội nhóm rất là nhiều. Chị không có bỏ qua cái cơ hội nào hết, cho dù là những cái gì thì chị xếp đặt, chị biết là chị nó không có ngồi cả ngày, chỉ có 1 tiếng 2 tiếng thôi, thì chị xếp đặt hết rồi chị sẽ vào chị học hỏi, và chị không có bỏ qua cái nào. Đó là cái cách chị học hỏi của đội nhóm và của tất cả các anh chị em ở trên đây. Đó là chị kết quả của chị. Em nghe chị nói mà chị nói là ngày Zoom nào chị cũng vô, và đương nhiên là làm những cái với lại tất cả những cái thói quen đó mỗi ngày đó, đó nó không phải là chuyện dễ đúng không chị? Thì Đúng. đối với chị là cái động lực nào mà đã giúp cho chị để mà có thể đạt cái này, tại vì em thấy được là cái kết quả của mình nó sẽ tạo được cho mình cái động lực. Nhưng mà trước khi mà mình chưa có cái kết quả thì bằng cách nào để chị có cái động lực để mà biết là mình cần phải thay đổi cái thói quen của mình? Và thay đổi cái việc làm của mình mỗi ngày để mà mình đạt được cái kết quả mình mong muốn. Thì cái thay đổi cái thói quen của chị á, thì nói chung là chị muốn làm công việc gì cũng vậy, mình phải học hỏi, và mình muốn theo thói quen thì mình phải set up cái thời gian của mình không có thể nào mà mình nói là mình muốn cái đó mà mình lại cứ thả lỏng con người, mình không có được. Cho nên chị vào và đã set up cái thời gian rồi cái thói quen, rồi chị đi đọc sách đều đặn hơn, và không có dễ đâu em, nhưng mà mình cứ set up cái giống như chị ghi một cái cuốn sách, chị ghi là cái giờ này chị làm cái gì, giờ này chị làm cái gì. Thì sáng mở mắt ra chị dậy là chị nhìn vô trong cái cuốn sách là chị nói ồ mình phải làm cái đó hôm nay, mình phải đọc sách, rồi mình phải thức dậy tập thể dục, và mình phải cố gắng, chỉ có mình mới giúp mình được thôi, không ai giúp mình được hết, không ai ở ngoài mà kêu là làm đi, tại vì cái công việc này chị nghĩ là mình làm cho mình, chứ mình không phải làm cho ai ngoài kia hết, mình làm cho gia đình mình, cho con mình, cho chồng mình. Và cái động lực nhiều nhất của chị là tại vì chị có những đứa con đại học, chị cần phải giúp cho những đứa con mình, và mình không đâu có muốn con mình thiếu nợ đúng không em, thì mình phải giúp cho con mình. Và chồng mình thì đi làm rất là nhiều, mình cũng không muốn chồng mình đi làm nhiều nữa, mình muốn bắt chước mấy anh chị đi trước, mình không muốn, mình muốn chồng mình về hưu, thì mình phải cố gắng. Cái đó là những cái động lực trước mắt chị và chị nhìn thấy được, và chị cứ thế mà chị làm, ngày nào cũng nhắc nhở là con mình không có trả tiền học nhé, chồng mình không có đi làm nữa nhé, cứ vậy và chị cứ tiếp tục. Thì đó là cái động lực của chị và gia đình chị. Cảm ơn chị Julie. Và có một điều mà em muốn hỏi, đó là tại vì đương nhiên là Katrina ngày hôm nay cũng muốn nhấn mạnh cái điều này đó các anh chị, là thay đổi thói quen nó không có dễ. Vậy thì cảm nhận của chị như thế nào khi mà chị cảm thấy là mình đã bắt đầu thay đổi được cái thói quen và đã có những cái thói quen tốt để mà mình có thể có kết quả về kinh doanh của mình, thì chị có cảm nhận gì về cái khi mà chị biết là chị đã thay đổi được cái thói quen của mình? Wow, cảm nhận của chị thì rất là vui, vui là mình thay đổi được cái thói quen của chị, là thói quen xấu hồi xưa thì cái xấu mình dục đi, mình lấy cái tốt thôi, thì chị rất là vui. Và đây thì vì như vậy mà chị cũng không có quên là cũng phải có người động lực của người ở ngoài nữa, thì chị không quên cảm ơn Lou Diamond, Ada và Peter. Đó là chị có nhiều khi chị không biết nói sao hết, là cơ hội này thì chị cũng đến từ bên từ Ada và anh Peter, thì chị rất là vui và chị không quên cảm ơn luôn cả anh Quang Hà, là cái người luôn luôn giúp cho chị. Và chị thấy là giống như là có những người này rồi, mình có nhóm gift, mình có đội nhóm gift, có tất cả các anh chị, và các anh chị giống như giúp mình nhiều quá, mà chị là cái người rất là dở luôn, dở không biết cầm điện thoại, không biết Facebook, không biết một cái gì hết,
Nói chung là mình không mà mình tự nhiên mình nhận được cái này thì mình nghĩ là ô mình dở vậy mình còn làm được, thì chắc các anh chị ngoài kia giỏi lắm thì cũng phải làm được, chứ không thể nào mà mình dở vậy làm được mà mấy anh chị giỏi không làm được là không được đâu. Tại vì em là người giỏi nhất, chị là người dở nhất luôn, không có giỏi. Và từ đó thì chị thấy là chị rất là vui và cảm ơn tất cả các anh chị ở đây, đội nhóm rồi có cơ hội cho mình đi học hỏi và này kia. Mình không phải trả đồng nào hết, mình chỉ học hỏi thôi, mình chỉ họ chỉ muốn cho mình thành công thôi. Đó là cái mà chị vui nhất và cảm nhận chị rất là cảm ơn tất cả các anh chị ở đây. Em phải nói là chị cứ nhắc là chị không giỏi và chị dở lắm, mấy anh chị ngoài kia còn giỏi hơn, nhưng mà đối với em, một người mà có thể trong vòng 2 tuần có thể qua cái chương trình Hustle và làm việc chung với đội nhóm là teamwork, và rồi có thể có được rất là nhiều người khách hàng và có thêm ba cái LOI, có nghĩa là ba người làm việc trong vòng 2 tuần, các anh chị, đó không phải là một chuyện dở tí nào hết, đúng không ạ? Và em phải nói cái này là chị Chư Ly và chị Huyền là cần phải là cảm thấy là rất hãnh diện về bản thân của mình, đúng không chị? Cho nên Dạ thì nói chung là qua 2 tuần thì chị bây giờ là chị có 16 cái ADR và có thêm 3 cái LOI mới, đó là trong 2 tuần của chị. Dạ, chị rất là, thì nói chung là em nói như vậy thì chị phải công nhận là mình phải cố gắng, chứ còn nếu mà thí dụ bây giờ mình không có thầy thì mình đâu có làm nên được, mà có thầy mà thầy dạy hỏi chứ ở trong trường học mà mình có một người thầy dạy mình còn có bằng ra trường được, huống gì coi như đội nhóm VIP là thầy quá trời luôn, trên kia coi như là mình nhìn thấy bát ngát luôn, không lẽ mình lại không thành công đúng không? Mình nghĩ là mình sẽ thành công nếu như mình cố gắng tiếp tục đi và mình sẽ thành công. Ok, em cảm ơn chị Julie rất là nhiều, và em tí xíu nữa Katrina sẽ trở lại với chị Julie ha, và người kế tiếp mà Katrina muốn mời lên đây cũng giống là mình chia sẻ về câu chuyện của mình, là một người phải nói là một cô rất là trẻ, là mẹ đơn thân, hiện tại bây giờ đang ở tại San Jose, California, và người đó tên là Natalie Nguyễn hoặc là Linh Nguyễn. Hello Linh. Hello mọi người, em là Linh Nguyễn. Xin chào cả nhà ở trên Zoom buổi sáng ngày hôm nay. Mình ở California, San Jose. Linh có thể chia sẻ một chút xíu là Linh đã tham gia New Skin như thế nào? Có thể là ngắn gọn một chút xíu là Linh đã tham gia bao lâu và lý do tại sao tham gia New Skin? Linh tham gia Nu Skin được 4 tháng. Nói chung là cũng còn mới. Thì lúc trước á, là Linh làm trong hãng điện tử được 5 năm. Thì trong 5 năm mà Linh làm hãng điện tử á, thì Linh mới nhận ra là cái công việc này nó không có phát triển nhiều, nó không có hướng tới cái tương lai tốt của mình. Thì bản thân của Linh á, Linh luôn khao khát, Linh tìm kiếm một cái công việc nào mà nó linh động về thời gian, tại vì Linh cần cái thời gian cho con của Linh á. Nên là mình cần một cái công việc tốt và nó tăng thêm thu nhập cho mình, mà cái giá trị cuộc sống của mình nó cũng được nâng cao hơn là bây giờ. Thì tình cờ Linh được biết tới cái sản phẩm mà chăm sóc da của Nutrien á qua một người bạn của Linh. Thì Linh xài thử và Linh cảm thấy rất rất là thích khi mà nó đem lại kết quả như là mình muốn. Thì lúc đó Linh mới tìm hiểu cái kinh doanh này. Thì Linh cảm thấy là ồ, cái kinh doanh này nó phù hợp với cái mà mình đang muốn, nó có những cái linh động trong thời gian, rồi mình kiếm thêm thu nhập này nọ và mình không bỏ vốn ra. Thế là Linh lập tức là gia nhập Nu Skin liền và Linh làm việc liền luôn. Cảm ơn Linh. Và đương nhiên là trong khi mà mình nói về kết quả của 2 tuần, Linh đã làm kinh doanh này 4 tháng, thì trong vòng 4 tháng đó chắc chắn là sẽ có những cái lên và xuống, đúng không ạ? Nhưng mà trong vòng 2 tuần vừa qua đã có những cái thay đổi, và chắc chắn đây là cái điểm mà mình muốn nêu lên trong ngày hôm nay. Tại vì trong vòng 2 tuần so với lại 4 tháng, thì trong vòng 2 tuần nó là một thời gian rất là ngắn, thì Linh đã có những cái sự phải nói là thay đổi gì hoặc có làm cái gì khác biệt để mà có được cái kết quả của mình. Và đương nhiên để mà nói kết quả của Linh đó là trong Linh đã đạt được cái cột mốc của mình, đầu tiên của mình, và rồi sau đó có thêm 4 người, có nghĩa là 4 nhà phân phối làm việc với mình, và họ cũng submit LOI và họ đã quyết định và họ nghiêm túc làm việc với mình. Thì Linh có thể chia sẻ một chút xíu là Linh đã làm cái gì khác biệt để mà đạt được cái kết quả này? Trong 2 tuần qua thì Linh Linh tức nghĩa là Linh lên Zoom Hostel cùng với mọi người rất là đều đặn để mà học hỏi cái kinh nghiệm của mấy anh chị á.
Và sau đó là Linh Linh nhắn tin, Linh gọi phone cho những cái người mà khách hàng và những cái người bạn của mình. Thì Linh Linh khi mà Linh nói chuyện với họ thì Linh cho họ thấy được là cái kinh doanh này của Linh nó không có bị ảnh hưởng, và nó vẫn hoạt động bình thường trong cái thời gian mùa dịch này. Thì nếu như mà họ muốn kiếm tiền á để tăng thêm thu nhập thì Linh sẽ giúp đỡ cho họ để mà họ có được một cái cơ hội kinh doanh giống như Linh. Nên khi mà Linh liên tục chia sẻ với những người bạn đó thì họ 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 đồng ý, và đây là cái kết quả mà 2 tuần mà Linh Linh nhận được, là Linh nhận được 4 người làm việc chung với mình. Katrina thấy được trong khuôn mặt của Linh bây giờ đang cười và thật sự rất là vui đúng không? Rất là bất ngờ luôn. Rất là bất ngờ. Nhưng mà cái điểm chính ở chỗ này là các anh chị, là khi mà được nói chuyện với Linh á thì Katrina mới biết rằng là 4 nhà phân phối mới của Linh là những người đã từng từ chối Linh. Có nghĩa là trong vòng 4 tháng Linh đã chia sẻ rất rất là nhiều người đúng không ạ? Nhưng mà có 4 người này thì đã từ chối và nói là ô cái cơ hội này không phải là cho mình không muốn làm cơ hội này đâu. Nhưng mà trong vòng 2 tuần vừa qua, cái điểm mà bằng cách nào để mà cho 4 người này lại trở lại nói là ô bây giờ mình muốn làm việc với Linh. Chắc phải có một cái gì đó rất khác biệt đúng không? Tại vì lúc mà Linh chia sẻ thì là gặp được nhiều nhiều lời từ chối lắm. Và Linh nghĩ trong đầu là những cái người mà họ từ chối cái kinh doanh của mình á thì không có nghĩa là sau này họ sẽ không có cần tới. Đó chưa phải là thời điểm lúc đó. Thì Linh 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 cứ quan sát họ và nói chuyện, rồi Linh kiên nhẫn, Linh chia sẻ cho họ biết những cái cảm nhận của Linh khi mà Linh làm ở trong Muskin như thế nào, và cái kết quả, cái công việc nó đem lại cho Linh được cái gì, và cái trải nghiệm của cái sản phẩm của mình Linh cũng nói và chia sẻ cho họ khi mà Linh sử dụng những cái sản phẩm công ty. Thì thậm chí là họ từ chối, họ kêu là ô thôi chị không muốn nghe đâu này nọ, nhưng mà Linh 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 nói bằng cái nhiệt huyết, cái tâm của mình, Linh nói là em giúp cho chị cái này cái kia, là và mình những khi mà họ buồn phiền hay gì Linh cũng ngồi chia sẻ cho họ, thì họ thấy là ồ mình rất là quan tâm tới họ, mình thực sự là mình quan tâm tới cái cuộc sống của họ, mình lo cho họ này nọ. Và họ một thời gian sau thì họ nhắn tin cho Linh và họ nói là họ muốn thực sự là họ tìm hiểu cái kinh doanh này. Và họ sau khi mà Linh cho họ tìm hiểu xong thì họ chấp nhận đồng hành với Linh kinh doanh Nuskin luôn. Cảm nhận của Linh khi nào khi mà họ đã chấp nhận? Chắc chắn là vui, nhưng mà có thể là nói thêm một chút xíu lúc đó thì Linh đã có cảm nhận như thế nào? Linh 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 cảm thấy là mình chia sẻ, mình cố gắng, mình thấy là họ từ chối, mình nghĩ là chắc là bị từ chối rồi, mình nghĩ là mình không có làm được. Nhưng mà thật sự ra khi mà họ quay trở lại á, thì Linh lại có một cái cảm nhận khác, là cái mình rất là háo hức khi mình muốn truyền tải đến thông tin đó đến cho nhiều nhiều người khác nữa. Tại vì mình lúc đầu họ sẽ không có hiểu mình, nhưng mà thật sự nếu mình không có chia sẻ, mình không có làm thì sẽ không có được. Nên là cái cảm giác mà khi mà nhận được cái lời mà làm việc chung với họ là rất là vui. Rồi mình có một cái động lực, mình cố gắng, mình tiếp tục mình làm nữa. Và hôm qua hôm kia Linh cũng nhận được thêm 2 người để mà họ chuẩn bị họ làm việc với mình. Wow. Yeah, kinh doanh này mình nói là theo cái mô hình kinh doanh của kinh doanh này, đó là mình chỉ cần phải tìm 6 người trực tiếp với mình làm việc và sau đó giúp cho họ cũng nhân rộng cái này đúng không? Như là Linh sắp có 6 người rồi. Rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? Và qua cái câu chuyện của Linh á, thì Katrina thấy có một điểm rất là hay và cũng muốn nhấn mạnh là cái sự kiên nhẫn của mình. Có nghĩa là có nhiều khi mình bị từ chối đó. Các anh chị nào trong đây có bị từ chối không? Anh chị nào có bị giơ tay lên giùm em nhé. Anh chị nào không có bị từ chối là đang gạt lòng mình đúng không? Tất cả mọi người chúng ta đều bị từ chối. Nhưng mà Linh có một cái rất là nhẹ nhàng, là bị từ chối nhưng mà không sao hết, vẫn trở lại chia sẻ, vẫn follow up, vẫn theo sát. Và những người đã từng, và cái đó là cái điểm mà Katrina thật sự rất là ấn tượng về câu chuyện của Linh, là mặc dù họ đã từ chối nhưng mà trở lại nói chuyện, kiên nhẫn nói chuyện với họ, và cuối cùng họ lại là 4 người, không phải 1 người nha các anh chị, 4 người luôn đã quyết định
đã từng từ chối nhưng mà bây giờ lại quyết định làm ở nhà phân phối và làm việc với Linh. Rất là chúc mừng Linh nhé. Một lời có thể là nếu mà nói về cảm nhận thì chắc chắn Linh Linh cũng đã chia sẻ hết với lại các anh chị, nhưng mà Linh có thể nói thêm là một bà mẹ đơn thân mới làm kinh doanh có 4 tháng. Đây là lần đầu tiên làm kinh doanh đúng không Linh? Dạ đúng rồi. À, lần đầu tiên làm kinh doanh. Vậy thì Linh đã cảm thấy là mình con người mình như thế nào? Có nghĩa là mình có thấy mình tự hào với bản thân của mình không? Dạ, Linh thật sự cảm thấy rất rất là tuyệt vời. Tại vì mình không nghĩ là một cái kinh doanh mới, mình mới đầu ai cũng nghĩ là mình không biết mình có làm được hay không. Rồi mình không biết phải bắt đầu từ đâu như thế nào. Nhưng mà khi mà mình cố gắng mỗi ngày mình làm việc liên tục á, thì cái kết quả đem lại nó thực sự là nó làm cho mình cảm thấy là ô mình làm được, mình cố gắng là mình sẽ được, chứ không phải là mình cố gắng mà nó không được, không được, không được. Mình nghĩ là cái này không được, cái kia không được, đó là do mình không có cố gắng, mình chưa có đủ. Mình thì lúc đó lúc nào mà Linh bị từ chối là Linh sẽ học, đi vô Zoom học nghe thêm, rồi Linh ra Linh chia sẻ tiếp, và cái kết quả là Linh Linh thực sự là Linh làm được. Linh cảm thấy rất là tuyệt vời. Mình cảm thấy ô mình rất là tự hào mình làm được, chứ không phải là mình làm không được, mặc dù này là cái kinh doanh đầu tiên của mình. Wow, chúc mừng Linh, và đương nhiên là đây chỉ là một cái điểm bắt đầu đúng không ạ? À? Chắc chắn là sẽ có những cái kết quả còn tốt hơn và còn hay hơn, có thể là sẽ tạo ra được nhiều cái niềm tự hào hơn nữa cho Linh. Rồi tí xíu Katrina sẽ trở lại với Linh nha. Bây giờ Katrina sẽ mời thêm một người nữa và một câu chuyện cũng rất là ấn tượng, không phải ở tại Mỹ các anh chị nhưng mà đến từ Pháp. Và Katrina xin mời đó là chị Ngọc Trân. Bây giờ Katrina unmute cho chị Trân nha. Ok, không biết lý do sao. Oh, there we go. Rồi, em chào chị. Trân xin chào tất cả các leader trong đội nhóm GIF, và Trân chào Katina, chào tất cả các anh chị em ở trong cái Zoom của mình ngày hôm nay. Hôm nay Trân rất rất là vinh hạnh khi mà được ngồi ở trên này trò chuyện với mọi người. Thì đối với Trân đây là một cái điều rất là vinh hạnh và hãnh diện cho Trân. Mình cái background của Trân á là làm trong cái lĩnh vực ẩm thực được 5 năm, và Trân đến với Nu Skin á là chỉ trong vòng có 5 tháng, nhưng mà đến với Nu Skin rất rất là tình cờ. Mình không nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho mình phát triển bản thân và mình có thể ngồi đây gặp được tất cả các anh chị em ở trên toàn cầu như thế này. Thì đối với Trân đó là một điều hết sức là vui mừng của Trân Em cảm ơn chị Trân. Và trong một thời gian rất là ngắn, các anh chị nghe là chị Ngọc Trân đã đến với New Skin chỉ có 5 tháng mà thôi. Nhưng mà cái kết quả của chị ngày hôm nay Katrina muốn chia sẻ, và phải nói là các anh chị cần phải chúc mừng chị Trân rất là một tràng pháo tay thật là lớn, là tại vì trong rồi. vòng 2 tuần vừa qua các anh chị, mình không phải nói là 5 5 tháng nha. 5 tháng thì đương nhiên là có những cái kết quả tuyệt vời, nhưng mà chỉ trong vòng 2 tuần chị Trân đã có 10 nhà phân phối mới. Ok, 10 nhà phân phối mới các anh chị, và trong đó là có thêm 7 cái ADR. Hồi nãy mình nghe chị Julie, chị Huyền nói chị Huyền có thêm 16 cái ADR đúng không ạ? Chị Trân có thêm 7 cái ADR, và trong đó cũng có 4 LOI, có nghĩa là 4 người đã quyết định nghiêm túc làm việc với chị Trân và quyết định là sẽ đồng hành để mà trở thành quản trị viên. Vậy thì em hồi nãy giờ em tính là Natalie cũng có 4 người, chị Julie Huyền cũng có 3 người, rồi chị Ngọc Trân cũng có 4 người. Vậy là mọi người chuẩn bị lên những cái title rất là tuyệt vời của New Skin rồi đúng không ạ? Vậy thì chị Trân có thể là chị Trân có thể cho mọi người biết là chị đã làm, có thể nói ngắn gọn thôi, là trong vòng 2 tuần vừa qua có gì thay đổi đã giúp cho chị có được cái kết quả này, tại vì có con số 10 người nhà phân phối mới là một con số rất là ấn tượng với lại Katrina các anh chị. Và Katrina mong là các anh chị hiểu được cái sự ấn tượng của cái con số 10 này là như thế nào, tại vì có rất là nhiều người trong đây có thể là đang mơ ước là trong vòng 2 tuần tới họ sẽ có 10 người nhà phân phối. Rồi chị Trân có thể chia sẻ một chút xíu là chị đã làm gì khác biệt để mà có kết quả đó. Nói chung là trong cái công việc của mình đó thì không có lúc nào chỉ có những lúc rất là dễ dàng và có những lúc cũng khó khăn khi mà mình tiếp xúc với khách đấy, tiếp xúc với khách. Nhưng mà đối với Trân đó, trong cái thời gian 2 tuần 3 tuần lễ mà mình được hoàn toàn thời gian ở nhà đó, thì Trân tập trung toàn bộ thời gian cho cái công việc này, và nhất là
Trân rất là quan tâm về cái việc và Trân đi vào Zoom, Trân host hostel, Trân làm hostel rất là đều đặn và làm việc có mục đích, có mục tiêu và có cái thời gian rõ ràng, và Trân take note và học hỏi những cái điều mới để mình rút ra cái kinh nghiệm. Và trước đây mình chia sẻ cho những cái người bạn, những người khách, những cái người mà mình cần chia sẻ đó như thế nào mà không đưa đến được nhiều cái kết quả, thì nhờ cái hostel này, Trân Trân hostel ở tại châu Âu nè, ở Houston nè, ở các cái region mà có những cái hostel, thì Trân lúc nào Trân cũng chuẩn sẵn sàng cái tinh thần là mình vào mình làm việc. Có khi là Trân làm việc từ cái Trân nghe Zoom, Facebook Live, xong sau đó rồi Trân sẽ theo dõi những cái người trong đội nhóm, rồi sau đó là Trân hustle và hustle cho đến khi làm, có lúc là Trân làm cho tới 3 4 giờ sáng đó. Thì đối với Trân á, thì mình hãy Trân lợi dụng cái thời gian này, tại vì mình rảnh rỗi thì mình thay vì mình tập trung cho những cái việc là ăn uống hay là vui chơi, thì mình hãy tập trung vào những cái gì mà mình còn khiếm khuyết của cái thời gian đầu mà mình không có thời gian để mà mình chuẩn bị, mình hoàn tất. Thì trong cái thời gian 2 tuần 3 tuần này, Trân đặc biệt dành hết những cái thời gian này cho cái công việc của mình, và Trân bắt đầu theo dõi lại những cái người khác mà trước đây Trân tiếp xúc, Trân có chia sẻ nhưng mà mình chia sẻ chưa có đúng cách, hoặc là mình chưa có theo sát. Thì bây giờ Trân quay trở ngược lại và Trân rà soát lại, có những bạn thì trước đây đã từng mở mã số nhưng mà Trân cũng chưa có đưa đến cái việc là quyết định kinh doanh hay là như thế nào, thì Trân sẽ theo sát. Và Trân rất là vui là Trân đã theo sát được một chị đã mở mã số từ lâu, và chị ấy bảo rằng là chị ấy là có nhà hàng, và chị ấy chỉ nói là chị ít nói, chị không có nói giỏi như Trân, rồi chị không có thời gian đi ra ngoài giống như em, nhưng mà bây giờ là chị đã tập trung hoàn toàn 100% theo với Trân luôn. Trân hustle ở đâu là chị ấy đi hustle với Trân ở đó, và hai chị em sau khi hustle xong là hai chị em cũng sẽ nói chuyện với nhau, tìm hiểu với nhau những cái gì chị thắc mắc thì Trân chia sẻ. Và Trân cũng rất là cảm ơn cái đội nhóm của Trân, những cái người upline, sideline, downline của Trân cũng điều hòa, cũng đều chung tay góp sức và làm việc cùng với Trân như thế. Cho nên là Trân rất là vui và rất là may mắn và rất là hãnh diện khi được cùng làm chung với một cái đội nhóm, một cái ekip như thế này. Thì Trân dành hết thời gian toàn tâm toàn lực vô công việc, thì khi mà mình có làm là mình sẽ có kết quả. Chính xác. Cảm ơn chị Ngọc Trân rất là nhiều, và em nghe được rất là nhiều điểm rất là hay. Và Katrina mong là các chị đang take note nhé, là chị Ngọc Trân, không biết là mình có nên khuyên mọi người là thức tới 3 tới 4 giờ sáng hay không, em không biết là có nên khuyên điều đó hay không, nhưng mà em nghĩ là một điều mà mình có thể học hỏi được từ chị Trân đó là chị Trân luôn luôn học hỏi, đúng không ạ? Và trong vòng mà mặc dù là một người đã có một cái kinh doanh trước khi đến với lại New Skin, nhưng mà chị Trân hoàn toàn trong vòng 2 tuần vừa qua theo sát đội nhóm nè, theo sát leader nè, và theo sát hustle, theo sát những cái chương trình Zoom. Có nghĩa đây là những cái mà hình như mọi người chúng ta đều có thể làm được, chứ không phải là chỉ có một mình chị Trân làm được. Nếu mà chúng ta chỉ cần theo sát những gì chúng ta đang làm, và rồi mình sẽ tạo ra được cái kết quả. Tại vì hôm trước Katrina khi mà liên lạc với chị Trân á, thì sau đó thì Katrina hỏi: "Ô, chị ơi, bây giờ cái giờ này em gọi được cái chị hay không?" Cái chị Trâm mới nói: "Em ơi, sau cái giờ đó là chị hustle cho tới tối luôn, cho nên là chị không nói chuyện được." Thì Katrina thấy rằng là wow, chị làm việc thật sự rất là năng nổ và có những cái thời gian mà có thể làm hơn những người khác, và đó là lý do tại sao mà chị có kết quả này, và cái đó nó không có phải là surprise, đúng không ạ? Vậy thì chị có thể chia sẻ với mọi người là trong vòng 2 tuần vừa qua chị làm việc giống như vậy đó, thì trước đây đó là chị có chị có làm được những cái điều này hay không? Có nghĩa là em biết rằng là điều này không phải là cái điều dễ để mà làm. Và chị có nhắn đi nhắn lại một vài lần là tại vì trong thời điểm này chị lợi dụng, là chúng ta dùng cái chữ lợi dụng thì chắc cũng cũng đúng, là chúng ta đang cần phải ở nhà và không đi đâu được hết, thì đây là cái thời gian mà chúng ta phải phải nói là tận dụng thì đúng hơn, đúng không ạ? Tận dụng thời gian này để chúng ta làm tất cả có thể, thì chắc chắn là trước đây chắc chị không làm được. Thì chị có cái cảm giác gì là bây giờ chị thấy bận rộn hơn, hay là chị thấy là mình vui hơn? Em thấy chị cười nãy giờ chắc là chị vui hơn rồi. Kết quả như vậy thì chắc chắn là vui hơn rồi. Chân cảm thấy rất là vui, và chân phải nói là đúng là mình lợi dụng á,
mình lợi dụng và tận dụng cái thời gian này. Tại vì Trân á, hiện thời bây giờ là Trân làm hai việc cùng một lúc, là việc ẩm thực, về ẩm thực và về với Nu Skin. Nhưng mà trước đây đó thì không, trước đây 3 tuần đó thì Trân làm hai việc cùng một lúc, nhưng mà Trân dành cái thời gian cho Nu Skin ít hơn là cho công việc ẩm thực của Trân. Tại vì Trân phải lo nhiều việc, nhiều thứ lắm. Cho nên là đối với Nu Skin thì Trân chỉ có tập trung trong 1/3 thôi. Và cái kết quả của Trân đến dĩ nhiên là nó sẽ không bằng bây giờ rồi. Đó, mặc dù là may là Trân có nhờ cái đội nhóm và leader á, hỗ trợ Trân rất là nhiệt tình, cho nên là Trân có được cái kết quả tốt trước đây. Nhưng mà đối với 3 tuần này thì nó càng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây nữa. Và Trân, mọi người nên tận dụng cái thời gian này nha. Tại vì những cái thời gian này là tất cả ai cũng không có đi làm, và tất cả các anh chị leader, những người sideline, upline của mình đều không có đi làm. Cho nên những cái gì trong chân lúc nào Trân cũng đặt ra câu hỏi hết, lúc nào Trân cũng đặt ra câu hỏi, và khi mà có câu hỏi thì Trân sẽ hỏi, mình giải đáp không được thì mình sẽ nhanh chóng và nhờ các anh chị leader giải quyết giùm cho mình, thắc mắc cho mình, rồi xong rồi đội nhóm của mình cũng có thể là cùng nhau, upline của mình cũng có thể là hỗ trợ mình cái vấn đề đó. Thành ra là đối với Trân 3 tuần này nè, nó bằng là cả 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng của lúc trước Trân làm việc. Và mình cứ tập trung vào mình làm việc, và làm việc khi mà mình đã làm việc tập trung vào và có mục tiêu rồi đó thì mình làm việc rất là hăng say, rất là hăng say. Nhiều khi Trân làm bỏ ăn bỏ ngủ luôn á. Và bây giờ Trân Trân cũng rất là vui là Trân vừa có được một cái đơn hàng và ADF ở thị trường Đức, và đó là cái đơn hàng đầu tiên mà Trân có được ở ở ở Đức đó. Thành ra là Trân Trân rất là vui mà trong thời gian này, tại vì Trân học hỏi rất là nhiều, được rất là nhiều. Và khi mà mình nói chuyện với khách đó là mình phải có một cái sự hiểu biết, và mình phải hiểu là khách cần cái gì thì mình chia sẻ cho đúng, thì lúc đó là mình sẽ có được cái người khách đó một cách Rất rất là tuyệt là vời. có kết quả Chúc tốt. mừng. Chúc mừng chị Trân. Em mong là các anh chị mà đang ngồi nghe Zoom ngày hôm nay đó, nếu mà mọi người cũng đều làm những gì mà mình đã từng làm trong vòng 2 tuần vừa qua, là cũng theo Zoom, theo Hustle, theo Live, làm việc với upline, sideline, và đương nhiên là trong đội nhóm của mình, thì nếu mà mình làm được như vậy thì chắc chắn cái kết quả nó cũng sẽ rất là tuyệt vời. Và giống như chị Trân nói là nhiều khi cái kết quả trong vòng 2 tuần này nó còn nhiều hơn là 3 4 tháng cộng lại nữa các anh chị. Vậy thì khi mà mình cô đọng lại cái năng lượng của mình để mình làm việc trong cái thời gian ngắn nhất thì cái kết quả nó sẽ lại càng cao hơn. Có thể là câu hỏi này nó hơi hồi nãy giờ thì mình cũng đã nghe rất là nhiều, nhưng mà chị Trân có thể cho mọi người, em có thể nghe được cái sự tự hào của chị trong cái việc là chị đã làm được cái kết quả trên, nhưng mà chị có thể nói thêm với mọi người để cho mọi người hiểu và mọi người có thể cảm nhận được là chị đã có những cái cảm nhận gì khi mà chị đạt được cái kết quả đó. Và chắc chắn là upline của chị cũng có thể là rất là vui mừng khi mà biết được chị đã có được kết quả rất là cao như vậy, đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Katrina, Trân rất rất là vui và rất là tự hào, và Trân rất là phấn chấn luôn. Trân Trân gọi điện thoại về, Trân thông báo với gia đình, rồi Trân thông báo với ông xã của Trân là hôm nay là em có một cái chương trình là em sẽ ngồi em nói chuyện được với các tất cả các anh chị em trên toàn cầu. Vì em trong vòng 3 tuần này đó là có được một cái kết quả mà không thể nào tưởng tượng được. Trân không thể nào tưởng tượng được, tại vì trước đây là Trân chưa có khách đặt cái ADF bao giờ. Nhưng mà đối với trong 3 tuần nay đó thì mình có được 7 cái ADF rồi, xong rồi là Trân có được một cái thị trường ở nước ngoài rồi. Có nghĩa là có những cái kết quả mà Trân không tưởng tượng được đâu, không tưởng tượng được. Và may mắn, và thêm một cái nữa là Trân follow up mà những cái người dưới của Trân bắt đầu làm việc và rất là hăng say đó, rất là hăng say. Như thế thì đó là một cái niềm, Trân phải nói là một cái sự thành công, một cái thành công gọi là rực rỡ luôn á. Và Trân sẽ thẳng cái đà này mà Trân sẽ tiến 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 đó. Thành ra là Trân là hiện bây giờ á là Trân cũng bị hé lộ bí mật chút xíu, thì Trân bây giờ đang cố gắng chạy cái chuyến tưởng thưởng Go Home cho tháng 9 năm tới đó. Thì Quy cho nên là Trân sẽ cố gắng nỗ lực hết mình luôn, và Trân cũng khuyên mọi người là cũng cố gắng nỗ lực như Trân. Mình có làm là sẽ ra kết quả, Mình có làm không là hẳn sẽ ra kết kết quả quả. sẽ nhiều hơn nữa.
Đó là chính xác. Và chúc mừng chị Thanh, và em biết chắc chắn là với cái đà làm việc này thì chắc chắn chị sẽ đạt được chuyến tưởng thưởng đó. Và không những một chuyến tưởng thưởng mà em nghĩ là sẽ nhiều chuyến tưởng thưởng, và chị còn sẽ đạt được những kết quả rất là tuyệt vời cho chị và cho đội nhóm chị, và cũng như là cho gia đình của chị. Bây giờ nào, bây giờ Katrina sẽ trở lại, tí xíu trở lại với chị Thanh ha. Bây giờ mình có thể có một điều gì đó mà Katrina muốn nhờ chị Huyền cũng như là Linh rồi chị Thanh, có thể là để làm một lời chắc là lời khuyên thì chắc không phải, nhưng mà có thể là một lời động viên cũng như là một lời truyền đạt lại cho mọi người. Tại vì trong đây chúng ta hiện tại bây giờ đang có 780 người ở trên Zoom và đến từ khắp nơi, có nghĩa là rất là nhiều nước. Vậy thì chị Huyền, Natalie cũng như là chị Trân có những cái lời chia sẻ gì với lại mọi người là nên làm sao để mà có thể có một cái sự thúc đẩy động lực nào đó cho 780 người này, để mà trong vòng 2 tuần tới đó họ sẽ làm và có kết quả giống như là chị. Bây giờ mình bắt đầu với chị Huyền trước đi, chị Huyền. Để em mở đường lan cho chị nhé, chị chờ em chút. Huyền thì khuyên thì không dám, nhưng mà muốn chia sẻ là các anh chị, nếu mà người nào còn đang giống như là bị từ chối hay này kia, không có cái tinh thần, không có động lực đó, thì đây là cái mà Huyền xin là mọi người cố gắng. Thứ nhất là mình học hỏi, mình cố gắng mình set up cái thời gian của mình để mình học hỏi, cho dù là mình bận bao nhiêu đi nữa thì cái đó làm sau cũng được. Tại vì những cái giờ Zoom nó chỉ có 1 tiếng tới 2 tiếng thôi, hoặc là mình chỉ có 1 tiếng thôi, thì mình nên nghiêm khắc với mình và vô Zoom đều đặn, rồi mình học hỏi, rồi sau đó thì mình gọi điện thoại nè, mình nhắn tin nè, mình cứ ngồi như vậy mình làm việc thì mình nghĩ là không có thể nào mà mình làm việc hoài mà nó không ra, mình học mà nó không thành công. Thì mình cái gì cũng vậy, phải có học, học thì phải có hành. Mà học á, mà không biết thì mình hỏi. Mình hỏi chứ mình đừng có làm đại, mình hỏi xong rồi sau đó thì mình hành. Hành nhưng mà cái này là mình hành là mình học cho nó ra, chứ không phải đừng có đi hành người ta. Hành người ta là chết. Mình học thì mình phải hành. Thì sau đó thì không có sợ gì hết. Giống như Julie, mình đang tìm những cái từ chối mà, cho nên là bây giờ với bản thân chị đang tìm những cái từ chối, 800 cái từ chối đi, để mình ra được Blue Diamond cũng xứng đáng lắm chứ. Cho nên là mình cố gắng, một lời khuyên là một lời chia sẻ là xin tất cả các anh chị cứ cố gắng làm, đừng có vì một cái cây mà đốn cả khu rừng. Có nghĩa là một người từ chối mình là mình nản, mình nằm lì đó, mình nói thôi không làm đâu cái người đó. Ủa cái người đó không có thì mình đi kiếm người khác. Thế giới này không phải có một người đó không. Và chị không bao giờ biết gọi là bị người ta từ chối mà chị buồn bao giờ cả. Lúc nào từ chối càng nhiều, mình càng cảm thấy mình học hỏi được nhiều. Đó là những cái trải nghiệm của mình. Và cái câu mà chúng mình luôn luôn giữ trong lòng á, là ra đi là thất bại, ở lại là vinh quang. Là nên ở lại, đừng bao giờ như vậy mà ra đi. Ra đi là thất bại đó, mà ở lại là sẽ vinh quang. Bảo đảm là sẽ có một ngày, bây giờ một ngày đó mình sẽ vinh quang, chứ không phải là mình cứ như vậy hoài. Thì đó là chị chia sẻ với mọi người. Wow, rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Huyền, rất là nhiều lời nói rất là hay. Katrina xin mời Linh. Linh thì Linh có một cái chia sẻ là những anh chị nào mà đang còn rụt rè và suy nghĩ là không biết mình có làm được cái kinh doanh này không, không biết mình sẽ bắt đầu như thế nào, thì thật ra Linh khuyên là mọi người nên lên trên Zoom để hustle cùng với mọi người mỗi ngày. Tại vì cái đó rất là quan trọng, vì mình bị khách từ chối hay là mình bị stuck, mình bị thắc mắc ở chỗ nào là mình có thể mở cái mic lên và mình hỏi cái người leader của mình liền. Và họ sẽ cho những cái lời khuyên thật sự là để mình học hỏi thêm được cái kinh nghiệm, đó là mình sẽ gặp khách và mình sẽ trả lời cái người khách như thế nào, và mình gặp cái tình huống đó mình sẽ giải quyết ra sao cho những cái sau nữa mà mình gặp những người khách tương tự. Thì và những anh chị nào mà ngày hôm nay á, mà mình không có ngồi mình chia sẻ, không có bỏ cái thời gian ra để mình chia sẻ, mình nói chuyện với những người khách, những cái người mà mình muốn đưa vào họ vào cái kinh doanh này, thì ngày hôm sau mình cũng sẽ không bao giờ mình đạt được kết quả. Tại vì mình có chia sẻ thì mình mới đạt được cái kết quả về những cái thời gian sau. Nếu như mà mình cố gắng á, thì mình sẽ thấy được những cái kết quả bất ngờ mà mình làm được. Và mình cũng nhấn cho mọi người, bạn bè và người thân của mình biết là cái sự cố gắng mà mình bỏ ra nó xứng đáng với kết quả mà mình đạt được, chứ không phải là cái gì mình cố gắng mà cũng không được. Thực sự là mình
Tại vì Natalie còn nghĩ tới là mình phải chăm sóc cho cái tương lai của con mình, và Natalie nghĩ xa hơn cái kinh doanh này. Nó đem đến cho mình thực sự là những cái tốt đẹp, rất là tốt đẹp mà Natalie thấy ở phía trước. Và Natalie mong mọi người á, cảm nhận được cái kinh doanh này thực sự là nó rất là hay. Và nó đem đến cho mình, nó dạy mình rất là nhiều điều, sự kiên nhẫn, kiên trì mà hồi hồi xưa Natalie không bao giờ biết kiên nhẫn. Mà cái kinh doanh này nó rèn luyện mình rất là hay, kiên nhẫn, học hỏi và biết chia sẻ. Và hồi xưa rất là nhát nói mà bây giờ vẫn ngồi chia sẻ được cho anh Nhát cỡ nào nhưng mà ngày hôm nay chia sẻ được trên chị. 87 người là rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Và rồi chị Ngọc Trân, em mời chị Ngọc Trân lời cuối. Đối với Trân thì Trân chia sẻ với mọi người là nếu như chúng ta có làm thì chúng ta sẽ đạt được kết quả đó. Mình không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí thì chúng ta ắt sẽ làm nên thôi ha. Và thứ hai nữa là mọi người nên tập trung vào hustle nhiều. Và hiện thời bây giờ đó là Trân cũng nói thêm là bây giờ thời điểm này mình ở nhà thì Trân tập trung trải nghiệm sản phẩm để có được một cái kết quả tốt, tự tin, và mình chia sẻ rồi hustle cho thật nhiều vào và quan tâm chăm sóc đến những cái người cùng làm việc với mình, rồi cũng những cái người mà gặp những cái điều gì mà cần thiết đó thì mình giúp đỡ và mình chia sẻ. Thì mình giúp đỡ có nghĩa là mình cũng học hỏi đó, mà mình chia sẻ thì mình cũng học hỏi được từ người đó rất là nhiều đó. Cho nên là đối với chân đó là mình phải cố gắng mình tập trung và mình đặt ra cho mình có một cái mục tiêu rõ ràng để mình phấn đấu trong 2 tuần tới. Thì khi mà mình có được cái mục tiêu rồi là mình sẽ làm việc là ok hả. Thì chân mong rằng là tất cả các anh chị em của mình đều, ai trong tất cả mọi người ở trong đây đều sẽ có được một cái kết quả rất là tốt đẹp khi mà mình cố gắng mình làm, chắc chắn là mình sẽ được nhá. Ok, wow, chúc cảm Tất ơn chị cả Ngọc Trân. rất là nhiều. Dạ. Bây giờ không biết là Katrina thấy là có rất là nhiều anh chị đang đang mở camera đó, thì mình có thể mình vỗ tay để mà chúc mừng ba ba người chị đẹp tuyệt vời này được không ạ? Tại vì họ có những kết quả rất rất tuyệt vời, và ngày hôm nay là chúng ta tuyên dương cái sự thành công đối với mọi người chúng ta đều có những cái sự thành công khác nhau, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng đều có những cái thành công khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà Katrina mong là trong ba cái câu chuyện này đó, các anh chị hồi nãy giờ nghe là những cái lời chia sẻ rất là đơn giản và thực tế. Các anh chị hãy nghe Zoom, các anh chị hãy làm hustle, các anh chị hãy mở miệng chia sẻ, các anh chị hãy kiên nhẫn, đúng không ạ? Và các anh chị đừng bỏ cuộc. Đây là những cái điều mà các anh chị đã từng nghe và đã nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Vậy thì các anh chị hãy mình hôm nay mình áp dụng nha. Hôm nay mình áp dụng là mình phải làm hết sức. Các anh chị muốn bằng cách nào để mà trong vòng, và Katrina biết là trong vòng ở trong đây mình có trên 700 người giống như vậy, thì chắc chắn là có những cái câu chuyện mà em biết là có nhiều anh chị trong đây đã có những kết quả rất là tuyệt vời trong vòng 2 tuần vừa qua. Vậy thì trong vòng 2 tuần tới chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ áp dụng gì qua những cái bài học của trong ngày hôm nay, qua những lời chia sẻ của ba chị ở trên, và mình đã có được cái động lực gì đó? Thì Katrina mong là trong vòng 2 tuần tới có những kết quả lại còn tuyệt vời và tuyệt vời hơn nữa, để rồi mọi người sẽ được nghe được rất là nhiều câu chuyện, rất rất là nhiều câu chuyện đến từ đội nhóm Gift của chúng ta để tạo động lực cho chúng ta. Katrina mong, không biết là có anh chị nào trong đây xung phong là 2 tuần tới Katrina sẽ mời anh chị lên đây để mà chia sẻ câu chuyện của mình không ạ? Anh chị nào xung phong giơ tay lên giùm em để em viết viết nốt xuống, để rồi em sẽ coi coi là trong 2 tuần tới kết quả của anh chị sẽ như thế nào và sẽ mời anh chị lên đây để chia sẻ. Tại vì em thấy rằng là đây là cái điểm rất là thực tế của đội nhóm Gift của chúng ta, đúng không? Mình vừa học và mình vừa làm, và ngay chính Katrina ngày hôm nay cũng đã học hỏi được rất là nhiều đến từ ba chị, và Katrina phải nói là phải bái phục. Katrina chưa chưa làm việc New Skin đến nỗi mà thức tới 3 tới 4 giờ sáng, hoặc là làm việc mà giờ nào cũng lên Zoom, giờ nào cũng làm hết rồi giống như vậy. Có nghĩa là mình luôn luôn chia sẻ và luôn luôn có được cái sự kiên nhẫn. Và thậm chí những gì mà Nali hồi nãy chia sẻ là trở lại với những người đã từ chối đó, Katrina đã từng, nói chung là đến tính tới thời điểm này thì bị từ chối rất là nhiều, nhưng mà hình như cũng hơi hơi sợ trở lại với những người đã từng nói no với mình, có nghĩa là từng từ chối mình. Nhưng mà ngày hôm nay học hỏi được cái bài học là đừng có bao giờ bỏ qua những người đã từng từ chối mình, hãy trở lại và làm việc với họ thì mình sẽ đạt được kết quả cao. Một lần nữa, chắc là mình thêm vỗ tay thêm một lần nữa để chúc mừng ba chị nhá, và cảm ơn các anh chị rất là nhiều trong cái chương trình Zoom ngày hôm nay. Katrina sẽ chúc mừng sự thành công của ba chị nhá, và tiếp tục 2 tuần tới Katrina muốn nghe thêm
nhiều câu chuyện tuyệt vời đến từ ba người và đương nhiên là đến từ 700 anh chị em khác. Và Katrina mong là trong vòng 2 ngày tới sẽ có những cái kết quả tuyệt vời hơn nữa, không những là 3 tuần nhưng mà trong vòng 2-3 ngày tới sẽ đã nghe được cái kết quả tốt rồi. Và Katrina sẽ hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong cái chương trình Zoom vào thứ hai này chúng ta sẽ có chương trình Facebook Live. Thứ hai này chúng ta có Facebook Live các anh chị nhé. Thì Katrina sẽ gặp các anh chị và trong Facebook Live vào sáng thứ hai. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Good night Việt Nam, good night. Và good night bên Úc nữa chứ. Và chào tất cả các anh chị bên châu Âu và chào các anh chị bên Mỹ. Chào Katrina.